Được rồi các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ phá Puppy Playtime Chapter 3 ở trong Gem 19 Dash. Đúng vậy, các bạn nghe không nhầm đâu. Nhưng mà đầu tiên này chắc là vẫn phải xem tutorial cái đã. Rồi, xin chào. Đây thì nó sẽ là một cái video hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng những cái thiết bị một cách khôn ngoan. Nhưng mà đầu tiên là vẫn phải cẩn thận cái đã. Rồi, cảnh báo thì chắc là không phải là thừa đâu. Đây là catnap rồi, chắc còn chẳng có xa lạ gì nữa rồi. Nó sẽ phun ra những cái làn khói đỏ làm chúng ta buồn ngủ. Và nếu mà ngủ thì có thể là ngủ luôn, không cần phải tỉnh nữa. Nó sẽ tích trữ điện và sẽ truyền vào cái điểm còn lại để có thể mở những cánh cửa, cánh cổng. Còn đây là cái grab shot này, sẽ giúp nó kích hoạt những cái thiết bị nó ở xa tầm với của chúng ta. Uầy, còn cái thanh màu hồng như này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể nhảy cao hơn. Tuy nhiên là vẫn phải cần kích hoạt nữa. Rồi, đó là tất cả rồi, còn bây giờ là triển thôi. Các bạn nhìn này, xung quanh tôi thì có những cái làn khói đỏ. Và nếu như mà tôi không rời khỏi đây nhanh là sẽ buồn ngủ đấy. Đây là cái chai hổ mod, cái chơi thử. Bằng nào thì tôi cũng chưa có thuộc map lắm. Với lại thì sau khi xem cái tutorial thì tôi cũng khá thắc mắc về cách mà sử dụng những cái thiết bị ở trong cái tựa game này. Nên là sẽ có một cái bước chơi thử xem như nào. Rồi, lên đây và truyền cái điện vào là nó sẽ mở những cái cánh cổng còn lại này. Các bạn nhìn này, trên tường vẫn có những cái vết cào. À đây, cái cánh tay đây. Rồi xong. Thì ra là khi mà kích hoạt thì nó sẽ đưa chúng ta sang cái phần bên này. Đây này, cái thời gian mà chúng ta có thể tích trữ được cái nguồn điện ở trong người tối đa là 5 giây. Nên là cái tác phong nó phải nhanh nhẹn, rồi khi mà chơi thật rồi thì còn phải khẩn trương hơn nữa cơ. Nhưng mà tới đây thì nó hết đường rồi này. Bên trên đầu tôi có một cái cần gạt. Theo như cái suy tính là sẽ phải gạt cái cần này thì mới có lối để đi. Và các bạn nhìn này, ở trên tường như kiểu đã gợi ý cho chúng ta rồi là sẽ phải tận dụng. À, lối đi này sẽ phải tận dụng cái thùng gỗ này. Rồi, kế hoạch bây giờ là sẽ nhảy lên đây rồi gạt. Nhưng mà nó vẫn không mở này. Và mất luôn cái cần gạt của tôi rồi. Ok. À không, khi mà tới gần rồi thì nó mới mở. Rồi, tiếp tục cái hành trình nào. Bằng nào thì cũng vẫn đang chơi thử, nó không bị gò bó vì cái thời gian nên là có thể thoải mái mà tìm hiểu này. Ở trên này thì có một cái mũi tên đi lên, hình như là cái thanh màu hồng. Đây rồi, 5 giây này. Kích hoạt này. Đây, nó sẽ giúp chúng ta có thể nhảy cao hơn, tuy nhiên là nó sẽ có thời gian nha. Rồi, đây nó là như cái bước lý thuyết thôi, còn tí thực hành thì biết đâu nó sẽ khác thì sao. Có một cái băng nó truyền đây, có một cái nút ở phía bên tay phải này, sử dụng này, có tận hai cái nút này và sẽ phải tích trữ điện nữa cơ. Nhưng mà lần này nó không có thời gian đếm ngược cả. Không, nó là chơi thử nên là nó sẽ như thế đấy, còn khi mà chơi thật rồi thì nó sẽ chỉ khoảng 5 giây thôi, nên là vẫn phải bắt chân lên cổ mà chạy thôi. Sang bên này, khi mà kích hoạt rồi thì nó sẽ đưa chúng ta sang bên kia. Tôi đang cố gắng ghi nhớ lại. À, để có thể đi tiếp ý, thì sẽ về chơi thật. Chơi thử nó chỉ cho chúng ta chơi đến đây thôi. Ok. Được rồi, bây giờ là lúc để chúng ta có thể gọi là bắt đầu lại đối đầu với nó đây. Sẽ có khoảng 60 giây. Tại vì xung quanh thì các bạn nhìn này, những cái làn khói đỏ càng ngày nó càng dày đặc hơn. Còn là catnap nó vẫn đang phun ra như thế này. Ở đây quá lâu là ngủ luôn đấy. Mà ngủ thì thôi, không cần phải dậy nữa đâu. Nào nhanh lên, chuyển điện vào. Sang bên này, có khoảng 40 giây. Đẩy thùng gỗ ra. Gạt, lên, rồi đi tiếp. Hình như là ở cái đoạn này thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhảy được một cách thông thường đâu. Tại vì nó khá cao. Mà nếu muốn nó vượt qua thì phải kích hoạt và nhảy lên những cái thanh màu hồng thế này thì mới có thể tới được cái độ cao như thế đấy. Đấy rồi, đấy rồi, ok. Rồi xong rồi, ấn trượt cái nút đấy rồi. Phải vòng lại thôi. Vẫn có điểm để có thể gọi là nạp điện này các bạn này. Không được quên đâu. Sạc vào. Nhanh lên, 10 giây, 8 giây. Tại vì lúc nãy thì nó không cho đi tiếp, tại vì chúng ta đang chơi thử. Còn bây giờ là chơi thật này, tôi đang tò mò những cái phần sau nó sẽ như thế nào đây. Nào, ôi, có một cái nút ở đây. Hình như là chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái màn mà con cắt đắp nó rượt chúng ta rồi, nó dí chúng ta rồi. Hình như là ở bên phải, ở bên trái là có một cái mặt nạ phòng độc này. Đây đây, không thể thiếu được thứ này đâu. Rồi, như này ư. Đây là cái điểm để có thể save này. Chiến thôi. Chạy, chạy ngay đi. Ê, ôi,
từ từ nha các bác. Nó hơi bị gò vấp bởi vì cái pha đầu tiên thì chúng ta vẫn còn bỡ ngỡ. Tầm này là bắt đầu ok rồi này. Chạy thôi. Có những cái thùng gỗ ở đây. Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không chỉ dừng lại những cái thùng gỗ như này đâu. Nhảy nhảy nhảy. Nháy. Rồi rồi. Ôi kìa. Ngon nghe rồi, ngon nghe rồi. Ê ê ê. Thế nào mà vẫn quên ấn nút được hả? Được rồi. Lần này thì chơi thật này các bạn này. Các bạn yên tâm đi. Tôi đang nhắc bản thân là sẽ phải cố gắng ấn nút thật nhanh. Có đi thì ở phía sau có một cắt nát tôi đang dí như này thì hơi khó để thể gọi là giữ bình tĩnh được. Nhưng mà không sao. Nháp một vài lần nữa thôi là ok mà. Nhảy này thấy chưa? Ơi ê. Nhưng mà ít nhất là cái phần nhảy của chúng ta thì đã ok hơn rồi. Có điều thì ấn nút thì vẫn quên. Cái thật. Không sao, không sao, không sao. Cái đoạn thùng gỗ thứ ba thì nó hơi bị khó chịu một tí. Còn hai cái đâu thì nó khá ok rồi. Đây này. Mày vậy mày múa nữa đi. Ê, ê. Cái pha đó thì hơi ngứa tay. Nhảy đâm đầu vào cái biển báo kia. Thử nha. Rồi, và ok. Chúng ta đã phá đảo được rồi. Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep. Và nếu thấy hay thì để lại cho mình một like và subscribe.